Trong các ngày từ 7 đến 12 tháng 9 năm 2015, tại cơ sở 2C Phổ Quang và các cơ sở khác, các tân sinh viên khóa 15 của Trường Đại học Tài chính Marketing đã bước vào tuần lễ sinh hoạt công dân, mở đầu cho một năm học mới. Tham dự và nói chuyện với các bạn tân sinh viên khóa 15 là các thầy cô lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm trực thuộc trường. Đây là hoạt động chính trị vô cùng ý nghĩa, được nhà trường tổ chức đầu khóa cho các bạn tân sinh viên. Trong tuần lễ sinh hoạt công dân, các tân sinh viên sẽ được tìm hiểu về lịch sử của Trường Đại học Tài chính Marketing trong chặng đường gần 40 năm xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn trao đổi với các tân sinh viên về những nội dung như văn hóa học đường, giáo dục pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội cùng các chuyên đề về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. Một nội dung quan trọng khác cũng được phổ biến trong tuần lễ công dân, đó là các nội dung liên quan đến quy chế đào tạo hiện hành, quy định xử lý kết quả học tập, chế độ chính sách đối với sinh viên. Nhân sinh hoạt công dân thì được hòa chung vào cái không khí của 23 con dân tộc ở đây, thì cảm thấy là khoảng cách nhỏ nữa và cảm thấy tự tin hơn khi mà đi. Thông qua như mấy hình hay học thì những thầy cô sẽ cho em rất là nhiều kiến thức để em có thể chuẩn bị lên sau 4 năm học của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước khi chính thức bước vào năm học mới thì các bạn tân sinh viên của Trường Đại học Tài chính Marketing sẽ có một tuần sinh hoạt công dân. Tại đây thì các bạn sẽ được làm quen với nhau, làm quen với khoa của mình, cũng như là các bạn sẽ được các thầy cô trong trường giới thiệu về các chính sách hỗ trợ các bạn trong 4 năm học tại Trường Đại học Tài chính Marketing. Và hy vọng là thông qua tuần sinh hoạt công dân này, các bạn sẽ được làm quen với môi trường mới và sẽ học tập là tốt. Tuần lễ sinh hoạt công dân năm 2015 còn là cơ hội cho các bạn sinh viên khoa mới tìm hiểu về đoàn khoa, liên chi hội, các câu lạc bộ đội nhóm và có cơ hội giao lưu, làm quen với nhau, cơ hội đối thoại với các thầy cô giáo về những vấn đề các em còn quan tâm, từ đó giúp các bạn tân sinh viên có những định hướng và có kỹ năng vững vàng hơn khi bước vào một môi trường học tập và nghiên cứu ở bậc đại học.